trưa 25 tháng 10, phò ngờ ca nhờ sa tờ giao thông công an ti nhờ ca ca đa ba nờ giao tan tờ 8 ca thê khi cung ngờ đâu y ngờ chai nờ cho công an 2 nờ bu ca tỉnh, đê ti bờ tu cờ y u tra theo mờ cai nờ. Theo thông tin ban sơ, vào khoa ngờ 10 giờ cung ngờ ngay, trong lu cờ tu nờ tra đa mờ ba trật tự an ninh giao thông trên ngờ Hồ Chí Minh đoa nờ qua xa chư, 2 nờ bu ca, mô tờ tô công ta cờ cu a pho ngờ ca nhờ sa tờ giao thông công an ti nhờ ca ca pha tờ ghi nờ chi cờ xe ca chờ mang băng kiểm soát, 82258 chai y ngờ Gia Lai đi thành phố Buôn Ma Thu tờ co nhi ubi u ghi nờ. Ngay sau đó, tổ công tác đa ra ti nờ ghi u dư ngờ ki mờ tra. Qua kiểm tra ban sơ cho thấy, ta ICUTN chi cờ xe khách nói trên là ông Pha Mờ Ngo cờ 243 tuổi, trú tại thành phố Kon Tum, ti nhờ Kon Tum. Đáng thời điểm này phía sau thu ngờ xe, tô công ta cờ pha tờ ghi nờ co 2 thu ngờ ca tờ tông ngờ 8 ca thê khi đa bi dây tờ thi tờ. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Ha cho bi tờ sô ha ngờ nay la cu a ba gai nờ thi sâm 51 tuổi, trú tại Sa Chư, 2 nờ bu ca, ti nhờ ca ca la ha nhờ ca chờ đi trên xe. Ngay sau đó, tô công đa la mở di cờ dơ y ba sâm. Cờ u, ba sâm khai nợ, ngày y 24 chi 10, ba đơn nợ huyện trong tỉnh Kon Tum, ti mở mua 8 ca thê khi trên của a y dân tô cờ ta y châu dơ y gia hơn 5,4 triệu đồng ngờ đê đưa về nhà u cao. Toa nợ bô sô ca thê khi nay y co trơ ngờ 57 kg.